chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh youtube Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây. Bộ Tổng tham mưu Ukraine có 33 cuộc tấn công theo hướng Vovoskai. Uranka Prada đưa tin, báo cáo tối ngày 13 tháng 5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, trên mặt trận ghi nhận khoảng 140 vụ đụng độ. Tổng cộng, đối phương đã phóng 6 tên lửa, thực hiện 64 cuộc không kích và 51 cuộc tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông tin trên hướng Kakot, số trận đụng độ tăng lên 13. Dưới hỏa lực dày đặc của Nga, các đơn vị phòng thủ hành động quyết đoán dán cho đối phương những đoàn tập kích nảy lửa. Lực lượng phòng thủ đang hỗ trợ việc sơ tán người dân khỏi các cộng đồng bị ảnh hưởng lực lượng Kiev cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Kymyas, Liman, Seversky, Borosky, Kurasovsky, Vermersky. Ở các khu vực khác, tình hình vẫn không thay đổi, báo cáo viết. Báo cáo có đoạn, lực lượng phòng thủ theo dõi hành động của đối phương và phản ứng trước những thay đổi của tình hình. Bộ chỉ huy đưa ra các quyết định tác chiến để đảm bảo quyền kiểm soát trên chiến trường. Trong ngày, máy bay và tên lửa đã tấn công một khẩu pháo một trạm tác chiến điện tử, một điểm điều khiển, một đoàn tàu chở đạn và hai khu tập trung quân đối phương, đồng thời bắn rơi một chiếc Su-25 của Nga. Vào đêm muộn, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cập nhật thêm chi tiết tình hình ở Kakot. Theo đó, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 13 đợt tấn công của đối phương và đang trấn giữ các khu vực đô thị tại Vujan. Báo cáo có đoạn, ở miền Bắc Ukraine, ở vùng Chernigov và Sumy, tình hình không có gì thay đổi đáng kể không có thay đổi nào về tình trạng và vị trí. Trên hướng Kakot, các đơn vị Ukraine đã đẩy lùi 13 đợt tấn công của đối phương. Lực lượng phòng thủ đang rà soát các khu vực đô thị ở Pochen. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, tình hình được kiểm soát, thiệt hại của Nga lên tới 164 người và 25 thiết bị. Phòng tuyến Kakot sụp đổ, Ukraine thất thủ nhiều nơi. Kênh Military Summary đưa tin, trên mặt trận Kakot, Nga đã có bước tiến đáng kể và vô trên, khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực này sụp đổ. Nhiều lữ đoàn xung kích đang được Moscow đưa ra tiện tuyến. Công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho một cuộc tấn công vào Lipsy, nơi lực lượng Moscow cũng đã giành được thêm nhiều lãnh thổ. Ken Yuri cho biết, tại mặt trận Đông Bắc, từ trục Kakot, quân đội Nga nắm toàn quyền kiểm soát làng Zelen tiến đến vùng ngoại ô Hippoke cũng như Lukasi. Trong khi đó, tự trục Chiêu hiu họ tiếp tục kiểm soát các ngọn đồi nhìn ra thung lũng Vocha, tiến vào các tòa nhà đầu tiên của Vochen, nơi các nhà máy sản xuất bơ và thịt đã thất thủ. Theo kênh Redoka, các mũi tấn công đã chập vào nhau trên khắp giải biên giới dài chừng 60 km. Nga thực sự đang hình thành một vùng điểm an ninh. Trên hướng Kakot, quân đội Nga tiếp tục hoạt động tấn công, đẩy các vị trí của đối phương ngày càng xa Begorod cũng như toàn bộ khu vực biên giới lực lượng Kiev tiếp tục mất thêm thành phố. Sự di chuyển tích cực của các binh sĩ thuộc nhóm quân phía Bắc được quan sát thấy trên các đường tiếp cận Lipsy và vùng Vochen. Lực lượng Moscow đang tấn công các vị trí phòng thủ của Ukraine từ Sereda. Nếu phát triển thành công theo hướng này, họ có khả năng tiếp cận dọc theo bờ sông Murom đến làng Vesely. Tại đây, có một tuyến đường quan trọng để cung cấp hậu cần cho lực lượng Kiev trong khu vực Vochen cũng như Lipsy một khi tuyến đường này bị cắt lực lượng ukraine sẽ bị chia thành hai phần dẫn tới việc mất cơ hội hoạt động như một mặt trận thống nhất kendripa đưa tin trong ngày qua lực lượng moscow đã tấn công một số mục tiêu cả ở khu vực tiền tuyến lẫn hậu phương trên lãnh thổ do chính quyền kiev kiểm soát đổi lại ukraine tấn công bằng tên lửa atacms vào kanodron ở lungas đồng thời tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở khu vực biên giới của vùng berorod và crus theo hướng Slobohansky, quân Nga đang tiến vào một số khu vực, giao tranh ác liệt diễn ra trong khu công nghiệp Pochen, cũng như trong các tòa nhà nhiều tầng ở ngoại ô phía đông thành phố. Tại khu vực Kibuka, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra trên các tuyến đường tiếp cận Lipsy, diễn biến chiến sự trên các mặt trận khác. Theo kênh Riba, trên hướng Bakhmut, các đơn vị Nga đang tấn công các vị trí của đối phương trong khu vực Kanai ở Chasoya, đồng thời phát triển các mũi xung kích trong thành phố và vùng phụ cận tại Adica có các trận chiến trong vành đai rừng dọc theo tuyến đường sắt ở phía tây Ochentham cũng như trên các đường tiếp cận Novo và Kanova. Kênh Military Summary đưa tin, cuộc giao tranh vẫn tiếp tục tiến về Adika, nơi quân Nga đã chiếm giữ được các cánh đồng ở phía tây Seminica. Lực lượng Ukraine mở cuộc tấn công vào làng Podibia, ngôi làng này bị đẩy lùi, nhưng họ đã chống đỡ được cuộc tấn công của Nga ở phía nam Tennessee theo kênh German tại kranogorica lực lượng ukraine tháo chạy hoàn toàn khỏi khu vực phòng thủ kiên cố ở đông nam thành phố trước nguy cơ bị nga bao vây theo hướng sân, các cuộc đụng độ đang diễn ra ở khu vực cù lao phía bắc krokachi lahiri cũng như tại grins lực lượng moscow đã tấn công một điểm tập kết và triển khai uav với vài chục chiếc ở phía bắc molia bên phải sông dibro các hoạt động của ukraine ở vùng Kherson đã giảm nhưng nga lại đẩy mạnh hoạt động khiến tình hình ngày càng trở nên căng thẳng đối với lực lượng kiev deep state nga đã chiếm một ngôi làng khác ở vùng kakot uranka prada dẫn nguồn từ kênh thông tin quân sự deep state có liên hệ với quân đội ukraine cho biết nga đã chiếm làng luki antosi ở phía bắc vùng kakot theo đó lực lượng moscow tiến gần vochen ở globoke gần yagot phía nam bờvomyske ở Kangro-Goroka và gần Verbovoy. Tình hình ở Zenly đã được làm rõ do không liên lạc được trong một thời gian dài và người ta tin rằng Nga đã chiếm được ngôi làng. Mũi tấn công của Nga phơi bày điểm yếu trên phòng tuyến Ukraine. Chiến dịch vượt biên giới tấn công vào Karkot mà Nga phát động cho thấy Ukraine thiếu nhân lực và khí tài nghiêm trọng, cùng khả năng phòng không kém. Đối với Ukraine, tháng 5 ngày càng trở thành khoảng thời gian khốc liệt nhất thành phố Vojen ở tỉnh Kharkov mà lực lượng Ukraine tái kiểm soát hơn 18 tháng trước, cuối tuần qua chứng kiến những cuộc pháo kích và không kích dữ dội của Nga. Lực lượng Nga sau đó bất ngờ mở chiến dịch tấn công dọc theo biên giới dài khoảng 100 km nhằm chọc thủng phòng tuyến của Ukraine trong khu vực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các quan chức Ukraine cho biết, nỗ lực tiến quân của Nga vào Vojen bị chặn đứng, song lực lượng Nga đã cắt đứt nhiều tuyến đường tới thành phố. Trong khi đó, bộ quốc phòng nga tuyên bố đã thọc sâu vào phòng tuyến ukraine và kiểm soát chính làng dọc biên giới kagot trị trong hai ngày tấn công kết quả mà lực lượng nước này phải mất nhiều tháng mới đạt được tại mặt trận miền đông tổng tư lệnh quân đội ukraine oleskenskyky thừa nhận lực lượng nước này đối mặt tình thế khó khăn ở kagot song cho biết họ đang làm tất cả những gì có thể để giữ vững phòng tuyến giới quan sát cho rằng mỗi tấn công bất ngờ ở Kakot là một ví dụ nữa cho những thách thức mà Ukraine phải đối mặt khi bước sang năm thứ ba xung đột với Nga. Lực lượng Ukraine đang bị dàn móng, hỏa lực pháo binh bị Nga áp đảo, lưới phòng không suy yếu, trong khi nguồn binh sĩ tiếp viện thiếu thốn. Tình cảnh càng trở nên tồi tệ khi thời tiết chuẩn bị bước vào mùa hè, tạo điều kiện cho các đơn vị tăng thiết giáp Nga di chuyển dễ dàng hơn. Thiếu tướng Vandy Skibisky. Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine tuần trước nói với Economist rằng vấn đề của lực lượng nước này là không có vũ khí và người Nga biết tháng 4, tháng 5 là thời điểm khó khăn với Ukraine. Tình báo Ukraine ước tính Nga hiện đã tập trung hơn nửa triệu quân ở Ukraine hoặc tại khu vực biên giới nước này. Skybisky thêm rằng Moscow cũng bố trí lực lượng dự bị ở miền trung nước Nga sẵn sàng chi viện cho các mũi tiến công thọc sâu cuộc tấn công ở biên giới đông bắc Ukraine diễn ra sau khi Nga thành lập cánh quân mới có tên Server cánh quân Bắc. soshi Barot, thành viên tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, đánh giá Server là nhóm tác chiến đáng kể của Nga. Nga đã tìm cách huy động 60.000 đến 100.000 quân cho cánh quân này để tấn công Kakot. Và chúng tôi đánh giá quân số hiện tại của họ là gần 50.000 người, Barot nói, khẳng định lực lượng này có khả năng chiến đấu mạnh mẽ một đơn vị đặc nhiệm của Ukraine cuối tuần trước cho hay đợt tấn công này chỉ là khởi đầu và Nga đã có vị thế mạnh mẽ để tiến hành thêm các mũi thọc sâu khác. Dù vậy, đà tiến của Nga đã khiến một số chỉ huy Ukraine tại Kakot bất ngờ và bức xúc với cách thức tổ chức xây dựng phòng tuyến của giới chức địa phương. Chính quyền Kakot từng tuyên bố đã đầu tư khoản tiền lớn xây dựng hệ thống phòng tuyến chướng ngại vật dọc biên giới với Nga để ngăn đối phương tấn công. Tuy nhiên, Jenny Yaroslavsky, chỉ quy đơn vị trinh sát Ukraine tại Kakot, cho hay phòng tuyến thứ nhất dọc biên giới đơn giản là không tồn tại. Chẳng có phòng tuyến đầu tiên nào cả. Chúng tôi nhìn thấy lính Nga thẳng nhiên tiến vào, không có bãi mìn nào trên đường đối phương di chuyển, Yaroslavsky nói. Fronten Ten Insight, nhóm phân tích tình báo Ukraine tìm cách trấn an dư luận rằng khẳng định biên giới giữa Kakot với Nga không phải là khu vực phù hợp để xây dựng phòng tuyến thứ nhất. Biên giới là vùng xám, nơi không có binh sĩ hay chiến hào, nên lực lượng Nga mới có thể tiến nhanh như vậy, nhóm này cho hay. Thay vào đó, Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ cách biên giới vài km, nơi quân đội và lực lượng phòng vệ lãnh thổ đang trấn giữ cũng như ngăn chặn lực lượng Nga. Fortel Legacy Insight bác thông tin phòng tuyến Ukraine đang sụp đổ, thêm rằng lực lượng Nga tấn công không phải những đơn vị thiết giáp quy mô lớn, mà là các đơn vị chiến thuật nhỏ. Dù vậy, một số nhà phân tích cảnh báo Nga có thể tung lực lượng dự bị, mở rộng tấn công biên giới về phía tây khu vực Sumy, nơi đã chứng kiến các đợt đột kích của lực lượng đặc nhiệm Nga trong nhiều tháng qua cánh quân server không đủ lực lượng để tấn công và kiểm soát một thành phố lớn như Kharkov. Song đó dường như không phải là mục tiêu của Nga. Bà Rott nói rằng mục tiêu của họ là buộc Ukraine phải điều quân từ Donetsk tới Kharkov, khiến Kiev phải dàn mỏng lực lượng dọc tuyến gần 1.000 km. Điều này được cho là sẽ tạo ra cơ hội, đặc biệt ở tỉnh Donetsk, để Nga đạt được những mục tiêu chính trong năm 2024. Chiến dịch ở Kharkov cũng có thể kéo lực lượng Ukraine khỏi thiến phòng thủ Kipan ở tỉnh Kakot, nơi các mũi tiến công của Nga đã đình trệ trong nhiều tháng. Nỗ lực này nhằm tạo ra vùng điểm bên trong lãnh thổ Ukraine để ngăn chặn các đoàn tập kích của Kiev vào thành phố biên giới Belarus của Nga. Ukraine không chỉ đối mặt với thách thức ở Kakot, quân đội Ukraine tuần trước thừa nhận họ phải chứng kiến số vụ giao tranh gia tăng với hơn 150 trận chỉ trong ngày 9 tháng 5 sau đợt tăng đáng kể vào ngày 3 tháng 4. Nga thực tế có đủ nhân lực để dàn mỏng tuyến phòng thủ của Ukraine tại nhiều điểm nóng cách nhau hàng trăm km, Bộ Kiev phải dự đoán xem đối phương sẽ tiến hành cuộc tấn công lớn mùa hè vào địa điểm và thời điểm nào. Tần suất tấn công gia tăng của Nga đã phơi bày hai lỗ hổng nghiêm trọng của Ukraine gồm thiếu nhân lực và lực lượng phòng không mỏng. Nga đã nhanh chóng khai thác cả hai, tận dụng khoảng thời gian trước khi đợt vũ khí viện trợ mới của phương Tây chuyển đến Ukraine đủ mang lại tác động trong vài tuần tới. Nhân lực vẫn là thách thức cốt lõi và Ukraine đang nỗ lực khôi phục các lữ đoàn đã bị suy giảm sức chiến đấu sau nhiều tháng giao tranh, đồng thời thành lập 10 lữ đoàn cơ động mới. Và Ross nói các nhà phân tích phương Tây tin rằng Nga có thể áp đảo lực lượng Ukraine với tỷ lệ 11 ở Chasotya, thành trì tại tỉnh Donetsk. Ukraine cũng thua kém về số lượng đạn pháo và thiếu lực lượng yểm trợ trên không một blogger quân sự Ukraine tuần trước ước tính có khoảng tới 15 lữ đoàn bộ binh Nga với tổng quân số 15.000 quân đang hoạt động theo hướng Chasetya. Tướng Skybisky thừa nhận Chasetya rơi vào tay Nga là kịch bản có thể xảy ra, thêm rằng tất nhiên không phải ngày hôm nay hay ngày mai mà tất cả phụ thuộc vào nguồn dự trữ và nguồn cung cấp bổ sung của chúng tôi. stanilas lính Ukraine chiến đấu ở Đông Bắc Chasetya, tuần trước cho biết lực lượng đông đảo của Nga chia thành nhiều nhóm, đang tấn công cả ngày lẫn đêm khiến phía phòng thủ kiệt sức. Nga cũng đang tận dụng ưu thế trên không để tập kích Kakot bằng bơm lượng thả từ chiến đấu cơ do Ukraine không có hệ thống phòng không đủ sức đối phó. Điều này cho thấy, nhu cầu cấp thiết là Mỹ cần chuyển thêm ký tài phòng không tầm xa để Ukraine có thể đánh chặn chúng, Barros nói. Mỹ ngày 10 tháng 5 thông báo gói viện trợ đạn phòng không và vũ khí khác trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, song giới quan sát cho rằng Kiev cần nhiều hơn nữa. Tổng thống Ukraine cho biết, chúng tôi có thể ngăn chặn quân Nga ở miền Đông cho tới khi viện trợ đến, song thừa nhận tình hình ở mật trận này thực sự khó khăn và số vũ khí được chuyển đến Ukraine hiện chưa phải là tất cả đã được thông qua. Chúng tôi cần mọi thứ tới nhanh hơn, ông nói thêm. Mỗi ngày, viện trợ phương Tây chưa đến nơi, người Nga sẽ có thêm cơ hội tiến quân và Ukraine khó có thể bảo tồn nguồn nhân lực quý giá. Theo giới quan sát, Barros nói, những bước tiến mà Nga đạt được gần đây ở Kharkov không chỉ mang tính cơ hội mà họ đã chuẩn bị rất kỹ để khai thác nó. Ukraine có thể cần phải đưa ra những quyết định đầy khó khăn trong tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại, chuyên gia này nói. Thêm rằng điều đó đồng nghĩa, Kiev nhiều khả năng phải chấp nhận mất thêm lãnh thổ để có thêm thời gian, dù nhiều phần trong đó sẽ rất khó giành lại. Nga dồn dập công phá Kharkov, Ukraine điều quân tiếp viện khẩn cấp, Ukraine thừa nhận lực lượng Nga đang chiếm thế thượng phong trong cuộc giao tranh gần thành phố Kharkov. Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào vùng Kharkov ở Ukraine vào sáng ngày 11 tháng 5, tiến hành các cuộc tập kích trên không và pháo binh vào các phòng tuyến của Ukraine trước khi đưa quân qua biên giới. Hàng chục ngôi làng và khu định cư đã bị Nga kiểm soát, trong đó Bộ Quốc phòng Nga đưa tin về việc chiếm một loạt khu vực gồm Gachite, Granoe, Murokhovet và Oleynikovo trong bản tin hôm 12 tháng 5. Tính đến ngày 12 tháng 5, giao tranh vẫn tiếp diễn ở thị trấn Vốc trong khi các nguồn tin Ukraine xác nhận Nga đã tiến vào làng Lipsy, nằm cách ngoại ô Kharkov chưa đầy 20 km. Cả hai khu định cư này trước đây đều được lực lượng Ukraine sử dụng làm căn cứ để pháo kích vào các mục tiêu dân sự ở vùng Belgorod của Nga. Hiện tại, đối phương đã thành công về mặt chiến thuật. Trong cuộc chiến giành vốc Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội. Tuyên bố cho biết thêm, với việc lực lượng Nga tấn công vốc tranh từ phía đông và Lipsy từ phía bắc, tình hình hoạt động vẫn khó khăn và đang thay đổi linh hoạt theo hướng khả cốp. New York Times đưa tin, bước tiến của Nga đã buộc Ukraine phải nhanh chóng tái triển khai lực lượng từ mặt trận Donbass. Các hãng truyền thông Mỹ mô tả những binh lính được tái triển khai của Ukraine cảm thấy mệt mỏi. Một người lính nói rằng anh và các đồng đội đã không ngủ trong nhiều ngày và bị sốc trước tốc độ di chuyển của quân Nga. Trong một bài đăng trên Facebook, Denis Jaroslavsky, một chỉ huy Ukraine hoạt động trong khu vực, phàn nàn rằng cấp trên của ông đã không xây dựng đủ hàng giao phòng thủ để đẩy lùi quân Nga. Tuyến công sự và mìn đầu tiên không tồn tại, đối phương tự do tiến vào vùng xám bên kia đường biên giới, chỉ huy Ukraine bình luận. Với vùng xám, Jarodlavsky đang đề cập đến vùng đất nằm giữa biên giới Nga và tuyến phòng thủ chính của Ukraine xung quanh Kharkov khi lực lượng Ukraine cố gắng xâm nhập vào tuyến phòng thủ chính của Nga giữa Kherson và Donetsk. Vào mùa hè năm ngoái, quân đội Nga đã đao chiến hào và giải mìn trong nhiều tháng, khiến họ không thể vượt qua vùng xám trong hầu hết các cuộc tấn công, dẫn đến thương vong của hơn 160.000 người. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 11 tháng 5 tuyên bố lực lượng Kiev đã tính toán mọi thứ và sẵn sàng đẩy lùi bước tiến của Nga Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 5, ông Zelensky thừa nhận vùng xám đã trở thành vùng chiến đấu và tình hình xung quanh vốc tranh đã trở nên cực kỳ khó khăn. Quân đội Ukraine tuyên bố triển khai bổ sung các đơn vị dự bị tới Kharkov, nơi lực lượng Nga đang tiến sát thành phố nằm ở phía đông bắc đất nước. Hãng tin TASS Nga cũng dẫn một nguồn tin trong quân đội Nga cho biết, một số đơn vị Ukraine từ khu vực Krasnoameik thuộc Donetsk dường như đã được chuyển về phía bắc tới Kharkov. Các báo cáo tương tự được công bố hôm 12 tháng 5 cho biết Kyiv đã tái triển khai lực lượng dự bị từ vùng Konstantinopka của Nga tới tiền tuyến phía bắc. Theo Bloomberg, Kyiv đã bắt đầu triển khai thêm quân để ổn định tiền tuyến phía đông bắc, đồng thời lưu ý rằng cuộc tấn công của Nga có thể đã kéo căng lực lượng vốn đã thiếu vũ khí và quân số của Ukraine, đồng thời có thể buộc Kyiv phải bố trí lại quân từ mặt trận phía đông. New York Times nhận định việc Nga kiểm soát Kharkov có thể làm mất tinh thần của lực lượng Ukraine và các đồng minh của họ, đồng thời tạo ấn tượng rằng sau 2 năm với hàng trăm nghìn người thương vong và hàng tỷ USD, cuộc xung đột hầu như không có gì thay đổi, buộc Kiev phải đàm phán với Nga. Nga dội mưa đạn pháo lên Kharkov Giới chức Ukraine nói Nga pháo kích dữ dội 30 thị trấn, làng mạc tại Kharkov trong chiến dịch tiến công tỉnh biên giới ở vùng đông bắc của Kiev hơn 30 làng và thị trấn ở tỉnh Kharkov đã trúng đạn pháo và đạn cối của đối phương trong một ngày qua, khiến 9 người bị thương, tỉnh trưởng Oleg Sinegubov viết trên Telegram hôm nay. Ông cho biết một số khu vực đã bị chiến đấu cơ Nga ném bom, thêm rằng 5.762 người đã phải sơ tán sau khi Moscow mở đợt tấn công bất ngờ qua biên giới vào tỉnh Kharkov hôm 10 tháng 5. Vóc tranh, thành phố từng có 2.500 người sinh sống trước chiến sự, song chỉ còn 200 đến 300 cư dân bám trụ. hứng chịu loạt vụ pháo kích lớn vào ngày 12 tháng 5, khiến 7 người bị thương. Nga đang nã pháo vào các ngôi làng và khai hỏa mọi thứ có thể. Sergei Rivchenko, phó lãnh đạo chính quyền quân sự Ukraine tại làng Lipsi ở Kharkov, nói: "Bom dẫn đường, KAB, đạn pháo, thiết bị bay không người lái, drone, tất cả mọi thứ." Quân đội Ukraine cho biết ngoài Kharkov, đối phương cũng đang pháo kích vào các tỉnh biên giới Sumy và Chernihiv ở sâu hơn về phía Tây. Lực lượng này nhận định tình hình ở Kharkov hiện hết sức phức tạp và thay đổi nhanh chóng khi quân đội Nga phát động tấn công ở nhiều khu vực khác nhau. Ukraine thừa nhận đối phương đã đạt được thành công về chiến thuật trong chiến dịch chiến bộ mới nhất này. Trong ngày 12 tháng 5, lực lượng của Moscow đã thực hiện 22 cuộc tập kích vào 5 khu vực biên giới. 13 trong số đó vẫn đang diễn ra, Giao tranh hiện diễn ra ác liệt ở thành phố Vốc nơi quân đội Nga triển khai lực lượng lớn, lên tới 5 tiểu đoàn theo quân đội Ukraine. Vùng xám và tiền tuyến tại Kharkov đang mở rộng vì lực lượng Nga đang cố gắng kéo giãn nó bằng cách triển khai các nhóm nhỏ tấn công theo các hướng mới, ông Sinegubov nói trên truyền hình. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã cải thiện vị trí chiến thuật và ráng đòn mạnh vào nhân lực của Ukraine xung quanh các láng biên giới, bao gồm Lipsy, cùng thành phố Vốc Cơ quan này trước đó tuyên bố quân đội Nga đã chiếm được nhiều ngôi làng. Deep State, kênh Telegram có liên hệ với quân đội Ukraine, nói rằng lực lượng Nga đã kiểm soát được vùng lãnh thổ rộng 100 km vuông tại Kharkov. Nga đang tiếp tục gây sức ép lên vốt tranh và đang giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô để tiến sâu hơn vào thành phố, theo kênh này. Lực lượng của Moscow cũng đang hướng về làng Lipsy và tìm cách tiến vào làng Glyboke gần đó. Ukraine liên tục khai hỏa, bao gồm cả dùng drone, song không ngăn được đa tiến của binh sĩ Nga Dibsted viết, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chặn đứng nhiều cuộc phản công của Kiev gần làng Glyboke. Riba, tài khoản ủng hộ quân đội Nga với hơn 1 triệu người theo dõi trên Telegram, tiết lộ lực lượng nước này giành được bước tiến về lãnh thổ do một số ngôi làng mà họ chiếm được đã có binh sĩ Nga hiện diện từ trước. Số khác thì không khác gì vùng đất hoàng, không có lính Ukraine phòng thủ. Dù vậy, trong sáng ngày 13 tháng 5, Nga chưa đạt được đột phá lớn nào nhằm vào hệ thống phòng thủ của đối phương, theo Riba. Giới quan sát trước đó nhận định, Nga có kế hoạch kiểm soát khả để thiết lập vùng đệm an ninh, ngăn Ukraine tiếp tục pháo kích vào các tỉnh biên giới Nga. Một số cho rằng đây có thể là chiến thuật dương đông kích Tây, buộc Ukraine phải điều chuyển bớt lực lượng phòng thủ tại mặt trận phía đông, tạo điều kiện để quân đội Nga tại đây xuyên thủng phòng tuyến của đối phương. Nga dồn dập tấn công Kakov, ông Zelensky kêu gọi người dân bình tĩnh. Hàng nghìn người đã sơ tán khỏi Kakov khi Nga bất ngờ tiến công vào khu vực này, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân Ukraine không hoảng sợ trước chiến dịch tấn công vào Kharkov của Nga. Tổng cộng 4.073 người đã sơ tán khỏi khu vực Kharkov. Thống đốc Kharkov Oleg Sinigubov thông báo trên mạng xã hội ngày 12 tháng 5, Kharkov là thành phố lớn thứ hai của Ukraine chỉ sau thủ đô Kiev. Tại một điểm sơ tán gần tuyến tuyến ở khu vực Kharkov, các phóng viên AFP ngày 12 tháng 5 đã nhìn thấy các nhóm người dân sơ tán khỏi thị trấn Vochan, hầu hết là người già. Lyuba Konovalova, 70 tuổi, cho biết bà đã phải chịu đựng một đêm thực sự kinh hoàng trước khi sơ tán. Thống đốc Sinegubov cho biết trong vài ngày qua, gần 6.000 người dân trong và xung quanh Vochan đã được sơ tán. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cuộc giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra ở Kakov. Oleksandr Sersky, tư lệnh hàng đầu của quân đội Ukraine cho biết, mặc dù tình hình ở Kakov khá phức tạp, nhưng lực lượng của ông đang cố gắng ngăn chặn những bước tiến xa hơn của Nga. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến sâu vào hàng phòng ngự của đối phương một ngày sau khi tuyên bố giành được năm ngôi làng ở khu vực Kharkov. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân không hoảng sợ trong bối cảnh Nga đang tiến quân vào khu vực Kharkov và gây nguy hiểm cho thành phố này. Theo Tổng thống Zelensky, người Ukraine nên tin tưởng vào quân đội của Ukraine trong việc bảo vệ khu vực biên giới phía đông bắc của đất nước và không khoan nhượng trong cuộc chiến khốc liệt ở đó. Ông nhấn mạnh tình hình cực kỳ khó khăn ở ngoại Ovochan. Cuộc tiến quân của Nga vào khu vực Kharkov gây sức ép, buộc quân Ukraine giàn trải lực lượng. Các trận chiến phòng thủ không đơn giản và càng trở nên khó khăn hơn khi đối phương liên tục gieo rắc nỗi sợ hãi, ông Zelensky nói. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh quân đội phải giành lại thế chủ động, đồng thời kêu gọi các nước đồng minh đẩy mạnh tốc độ chuyển giao vũ khí. Cùng với một số thị trấn và ngôi làng khác, Vochan, một thành phố cách biên giới với Nga khoảng vài km, đang hứng chịu hỏa lực liên tục từ quân đội Nga, chính quyền địa phương đã tiến hành cuộc sơ tán hàng loạt. Oleg Sinehubov, thống đốc khu vực cho biết, gần 500 cư dân vẫn còn ở lại thành phố, nơi có dân số gần 18.000 người trước khi xung đột nổ ra. Nga tuyên bố sẵn sàng chiến đấu với phương Tây trên chiến trường Ukraine Giới chức Nga tuyên bố, nước này sẵn sàng đối phó với phương Tây trên chiến trường Ukraine giữa lúc Moscow tăng cường cảnh báo về sự nguy hiểm của một cuộc đối đầu trực tiếp với NATO. Nếu phương Tây muốn chiến đấu vì Ukraine trên chiến trường, thì Nga luôn sẵn sàng cho điều đó. Hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố hôm 13 tháng 5. Bởi theo ông Lavrov, đó là quyền của họ, phương Tây. Họ muốn có mặt trên chiến trường thì chúng ta sẽ có mặt ở trên chiến trường. Nga đã tăng cường cảnh báo về sự nguy hiểm của một cuộc đối đầu trực tiếp với NATO kể từ khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ chối loại trừ khả năng quân đội phương Tây một lúc nào đó có thể được triển khai đến Ukraine. Hồi tuần trước, Nga tuyên bố việc NATO triển khai quân vào Ukraine là động thái cực kỳ nguy hiểm, và Moscow đang theo dõi chặt chẽ một bản kiến nghị kêu gọi can thiệp như vậy. Bản kiến nghị được đăng trên trang web của Tổng thống Ukraine kêu gọi việc yêu cầu Mỹ, Anh và các nước khác điều quân tới giúp nước này đẩy lùi cuộc tấn công của Nga, và nó cần thu nhập đủ số phiếu cần thiết là 25.000 phiếu để yêu cầu Tổng thống Volodymyr Zelensky phản hồi bằng cách chấp thuận hay bác bỏ. Trong những tuyên bố của mình, Tổng thống Vladimir Putin cũng từng cảnh báo điều này để dẫn đến thế chiến thứ ba. Trả lời hãng tin RIA, ông Lavrov cũng nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine dự kiến xảy ra ở Thụy Sĩ vào tháng tới, mà không có sự tham gia của Nga giống như một tối hậu thư gửi tới Moscow. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Ukraine khi Nga mập mở ý đồ ở Krakow Hiện còn quá sớm để khẳng định liệu các cuộc tấn công của Nga ở Kharkov là báo hiệu của một cuộc chiến lớn hay chỉ là đòn nghi binh. Điều này đã dẫn đến tình thế tiến thoái lưỡng nan cho các nhà lãnh đạo Ukraine bởi đòn nghi binh có thể biến thành một cuộc tấn công thực sự mà không có sự báo trước. Nga mập mờ ý đồ ở Kharkov Một số nhà phân tích cho rằng, các lực lượng của Nga đã tiến vào khu vực Đông Bắc Ukraine vào cuối tuần trước nhằm kéo các lực lượng của Ukraine khỏi chiến tuyến miền Đông thay vì nỗ lực cố gắng chiếm thành phố lớn thứ hai đất nước này. Quân đội Nga đã tấn công theo hai hướng, giành được một số làng ở quận Lipsi, cách thành phố ba 30 km về phía bắc và tiến đến ngoại ô thị trấn Vochan, cách đó 40 km về phía đông. Devstat, một nhóm tình báo nguồn mở dẫn các hình ảnh được định vị địa lý trong khu vực cho hay. Tổng thống Volodymyr Zelensky tối ngày 12 tháng 5 cho biết, quân đội Ukraine đã tham gia vào những cuộc giao tranh ác liệt ở phần lớn khu vực biên giới. Devstat cảnh báo nếu Ukraine không triển khai thêm lực lượng dự bị thì tình hình trong khu vực sẽ trở nên vô cùng cam go. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Suski nhận định tình hình ở cốp đã xấu đi đáng kể và các lực lượng của ông đã phải đối phó với 9 cuộc tấn công quanh 8 khu vực giao tranh. Ông không xác nhận việc liệu có tổn thất bất kỳ vùng lãnh thổ nào hay không mà chỉ cho biết quân đội Ukraine đang làm mọi thứ để duy trì phòng thủ biên giới và các vị trí. Các quan chức và nhà phân tích Ukraine từ lâu đã dự đoán một cuộc tấn công từ khu vực Belgorod của Nga qua biên giới và Kharkov khi quan sát các động thái bổ sung lực lượng của Moscow trong khu vực. Họ tin rằng đây là một phần trong kế hoạch tăng cường tác chiến tấn công nhằm khai thác lợi thế về vũ khí và nhân lực của Nga trước khi gói hỗ trợ quân sự của Mỹ đến Ukraine và Kiev mở rộng nỗ lực huy động lực lượng cuối mùa hè này. Một quan chức quốc phòng Ukraine tuần trước nhận định với Financial Times rằng cuộc tấn công được báo trước của Nga và Ukraine ở phía Đông Bắc chủ yếu nhằm kéo các lực lượng của Kiev khỏi khu vực Donbass ở phía Đông. Trong bài phát biểu qua video tối ngày 12 tháng 5, ông Zelensky nhận định mục đích của các cuộc tấn công vào khu vực Kakip là nhằm kéo căng các lực lượng của chúng tôi, đồng thời làm suy yếu tinh thần và động lực chiến đấu của Ukraine. Số lượng quân đội Nga được triển khai để tấn công vào Kakop khoảng 35.000 binh lính, không đủ để chiếm đánh thành phố này. Quan chức và nhà phân tích nhận định, cho đến nay, các cuộc tấn công chỉ diễn ra trên quy mô nhỏ. Nga không thành lập một đội quân cơ giới gắn kết cho một cuộc tấn công sâu với sức mạnh tập trung để giành ưu thế áp đảo về lực lượng và trang thiết bị. Nhóm phân tích Fronteligan Insight cho hay, thay vào đó, họ triển khai các cuộc tấn công quy mô nhỏ tại các điểm biên giới khác nhau, sử dụng các đơn vị cỡ trung đội và thậm chí tiểu đội, cho phép họ thâm nhập qua biên giới mà không đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ. Cuộc tấn công mới vào các cốc của Nga có thể sẽ thành công phần nào khi kéo quân đội Ukraine khỏi các vị trí phòng thủ ở những nơi khác trên tiền tuyến. Telegram nhận định, song từ chối nêu tên các đơn vị được triển khai, quân đội Ukraine đang chật vật để giữ phòng tuyến ở Donetsk, một phần của Donbass, vốn là trọng tâm trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Moscow có lẽ cũng đang tìm cách thiết lập một vùng đệm để bảo vệ tốt hơn thành phố Belgorod, cách các cốc 70 km. Một mục tiêu khác trong cuộc tấn công mới của Moscow có thể là di rời các lực lượng của mình nằm trong tầm bắn của các hệ thống pháo trong thành phố Kharkov. Để làm vậy, các lực lượng của Nga cần xuyên thủng các phòng tuyến chính của Ukraine và tiến xa hơn vào lãnh thổ nước này, nhưng hiện thực chưa rõ liệu họ có thể tạo dựng được đạt tiến công hay không. Các ngôi làng Moscow giành được từ ngày 10 tháng 5 nằm trong khu vực mà các quan chức Ukraine gọi là vùng xám giữa biên giới Nga và phòng tuyến chính của Ukraine. Sergei Kuzan, Chủ tịch Trung tâm Hợp tác và An ninh Ukraine, một chính thác cho biết không bên nào muốn kiểm soát các vị trí trong khu vực bởi bất lợi của vùng đất thấp. Ông Kuzan nhận định, trong khi Nga tiến vào khu vực vùng xám, thì các lực lượng của Ukraine đang chuẩn bị phòng tuyến dọc các hàng rào tự nhiên. Ông Kuzan đánh giá quân đội Nga không có lực lượng để tiến xa hơn, nhưng có đủ quân dự bị để tiếp tục giao tranh trong khu vực ít nhất một tháng để tiến gần cả cốp, nhằm tạo sức ép ở đây bằng cách nã pháo vào thành phố. Dù vậy, phóng viên Alexander Kos cho rằng Nga chưa xây dựng các phòng tuyến vững chắc trong vùng xám vì thế, trong năm 2024, quân đội Ukraine vẫn có khả năng chống lại các lực lượng tiến công. Nga đang đánh chiếm nhiều ngôi làng ở chiến trường Kakov. Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo về tiến độ chiến đấu của lực lượng Nga tại Ukraine. Theo cơ quan trên, nhóm lực lượng server phía Bắc của Nga đã kiểm soát thêm 4 ngôi làng ở khu vực Kakov trong 24 giờ qua. Thông báo cho biết, các đơn vị nhóm lực lượng server đã chọc sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine giành được các khu định cư Katitsha, Karasnoye, Morokove và Olenikovo ở vùng Kakov. Nga bắt đầu cuộc tấn công nhanh, cường độ cao vào Kakov từ giữa tuần này và liên tục giành được lãnh thổ trong vài ngày qua. Trong khi đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sersky khẳng định Kiev biết kế hoạch của Nga và phản ứng linh hoạt với tình hình, nhưng cho biết cục diện ở Kakiv là trầm trọng hơn đáng kể. Để tăng cường phòng thủ, Tất cả các biện pháp cần thiết đều được thực hiện và các quyết định bao gồm cả quyết định về nhân sự được đưa ra nhanh chóng, ông tuyên bố. Theo ông Sersky, các cuộc đụng độ ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra trên các mặt trận Kupian, Server, Liman và Porob, và tình hình đang thay đổi cực kỳ nhanh chóng. Ông cho hay, trên mặt trận Karamatov, quân đội Nga không ngừng nỗ lực tấn công vào Chasovia tại Donbass. Ông nhấn mạnh việc luân chuyển các đơn vị đối với số nhân sự còn lại cũng như việc khôi phục năng lực chiến đấu của lữ đoàn vẫn đang được tiến hành. Trên Telegram, thị trưởng Kakov Iho Terekov cho hay Nga đã bắt đầu tấn công vùng ngoại ô vào tối ngày 11 tháng 5. Trong thông báo hôm nay, Nga tuyên bố đã loại bỏ 100 binh sĩ Ukraine và phá hủy hai xe tăng gần làng Detianoye, Vochan và Kozek ở vùng Cốp. Nga nói rằng, Ukraine mất 600 binh sĩ và một xe tăng Abram ở vùng mà lực lượng Zapat ở phía Tây và Tesen ở trung tâm của Moscow và chiến đấu các đơn vị của nhóm lực lượng phía Tây đã giành được những vị trí thuận lợi hơn và tấn công vào đội hình của Ukraine ở các khu vực Makayeka, Atemoka, Diprova tại Lugan, Yampoloka và Toskoye ở Donetsk, thông báo viết. Nga cho biết, lực lượng Zapat đã loại bỏ tới 190 quân nhân Ukraine, hai xe chiến đấu bọc thép và bốn xe bắn tải, cũng như một khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất. Trước đó, Ukraine từng tỏ ra hoài nghi về các động thái của Nga ở Kakov Nazar Voloshin, người phát ngôn của nhóm lực lượng Kotisia ở Ukraine, nhận định hôm 10 tháng 5 rằng việc Nga tăng cường vụ tấn công nhằm vào Kharkov dường như là một phần của chiến dịch tâm lý nhằm kéo lực lượng Ukraine ra khỏi các khu vực nóng ở mặt trận miền Đông. Ông Voloshin nhận định, thay vì tiến hành một chiến dịch tấn công thực sự ở phía bắc tỉnh Kharkov, Nga có thể đang cố gắng kéo căng lực lượng của Ukraine và buộc Kiev rút quân và nguồn lực từ Donetsk, nơi diễn ra giao tranh khốc liệt thời gian qua. Ông Voloshin cảnh báo rằng các lực lượng Nga đang cố gắng đột phá ở tỉnh Donetsk và Lugan và các cuộc tấn công vào Kharkov có thể chỉ là vỏ bọc cho kế hoạch này. Mặt khác, nhận định về các nỗ lực tập kích Kharkov của Nga, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby không loại trừ khả năng Moscow chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn hơn vào thành phố biên giới này. Trúng tên lửa của Ukraine, nhiều người ở trung cư thương vong. Một phần tòa trung cư ở thành phố biên giới Belgorod bị sập sâu sau khi trúng tên lửa khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Thành phố Belgorod và tỉnh Belgorod đã hứng chịu cuộc tập kích lớn của quân đội Ukraine. Ông Vyacheslav Gratkov, thống đốc tỉnh Belgorod, đăng trên Telegram hôm 12 tháng 5. Một tên lửa rơi trúng tòa nhà trung cư khiến một phần tòa nhà từ tầng 1 đến tầng 10 sụp đổ. Video từ hiện trường cho thấy khoảnh khắc một phần dãy tòa nhà trung cư 10 tầng sập xuống sau tiếng nổ lớn. Ít nhất 7 người thiệt mạng và 15 người bị thương, trong đó một số người trong tình trạng nguy kịch. Theo kênh Telegram 112, ít nhất 20 người có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Người dân đang được sơ tán khỏi khu chung cư vì nguy cơ các phần còn lại cũng có thể bị sập. Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết, Ukraine đã thực hiện vụ tấn công khủng bố vào các khu dân cư ở Belgorod bằng cách sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo chiến đấu Tokau, phá phản lực Oka và RM-70 Vampir. Sáu tên lửa Tokau, bốn quả đạn Vampir và hai quả đạn Oka đã bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn một tên lửa Tokau bị đánh chặn đã làm hư hại tòa nhà trung cư ở Belgorod, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Ủy ban điều tra Nga thông báo đã mở cuộc điều tra về tội ác khủng bố sau vụ tấn công vào khu trung cư. Ukraine chưa lên tiếng về cáo buộc này. Belgorod, thành phố thủ phủ của tỉnh cùng tên, nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 40 km. Khi Nga bắt đầu chiến dịch tấn công Ukraine đầu năm 2022, thành phố Belgorod là nơi phát động nhiều vụ tập kích tên lửa và rocket vào Ukraine đồng thời cũng là trung tâm hậu cần quan trọng cho các đơn vị Nga. Sau một năm hứng chịu các cuộc tấn công, Ukraine thay đổi chiến thuật và tăng cường tập kích vào lãnh thổ Nga, đưa thành phố Belgorod vào tầm ngắm. Những tuần gần đây, Belgorod trở thành mục tiêu pháo kích và tập kích bằng máy bay không người lái UAV gần như hàng ngày. Giới chức Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tấn công, Nga tuyên bố đánh chặn phần lớn đòn tập kích, xong thừa nhận Belgorod hứng chịu nhiều tàn phá và thương vong. Nga thắng thế, lính Ukraine tháo chạy, gần 1.800 người dân Kharkov sơ tán. Tổng cộng 1.775 người đã phải sơ tán, tỉnh trưởng Kharkov Oleg Shikubov thông báo trên mạng xã hội hôm nay. Theo ông Shikubov, lực lượng Nga đã pháo kích vào 30 khu dân cư tại đây trong 24 giờ qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một trận chiến ác liệt đang diễn ra ở Kharkov chúng ta phải ngăn chặn đợt tấn công của Nga giành lại thế chủ động cho Ukraine, ông Zelensky tuyên bố. Nguồn tin quân sự Ukraine nói lực lượng Nga đã tiến sâu khoảng 1 km và đang tìm cách thiết lập vùng đệm ở Kharkov cùng tỉnh Sumy lân cận để ngăn các đợt tấn công vào lãnh thổ Nga. Ukraine gần đây thực hiện nhiều vụ tập kích vào lãnh thổ Nga cùng những vùng Moscow đang kiểm soát ở Ukraine, chủ yếu nhằm vào hạ tầng năng lượng. Lãnh đạo chính quyền Lugansk do Nga bổ nhiệm Leonid Pashenik hôm nay cho biết Ukraine đã tập kích một kho dầu tại khu vực khiến 3 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Kiev từng cảnh báo suốt nhiều tuần rằng Moscow có thể tiến công ở khu vực biên giới đông bắc Ukraine, tranh thủ lợi thế trong bối cảnh Ukraine thiếu nhân lực và viện trợ từ phương Tây bị trì hoãn. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW trụ sở Mỹ ngày 10 tháng 5 nhận định Nga đã có thắng lợi chiến lược đáng kể, thêm rằng mục tiêu chính của chiến dịch là buộc Ukraine điều động binh sĩ, khí tài từ những vị trí quan trọng ở tiền tuyến miền đông về phòng thủ. Nga đang đánh chiếm nhiều khu vực ở Kharkov, ngày tàn Ukraine sắp đến. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 5 thông báo lực lượng nước này đã kiểm soát thêm 6 làng ở miền đông Ukraine, trong đó 5 làng ở tỉnh Kharkov gần biên giới Nga gồm Boryshivka, Orishivi, Pletinivka, Bilna và Strileja cùng làng Kemarit ở tỉnh Donetsk. Giới chuyên gia nhận định tỉnh Kharkov giáp với tỉnh Belgorod của Nga chắc chắn là một mục tiêu trọng yếu mà Moscow nhắm tới. Nếu Kharkov thất thủ, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào tinh thần của quân đội và người dân nước này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 5 cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 5 ngôi làng gồm Pletenivka, Ohishivy, Borisivka, Bilna và Shiletna ở Kharkov sát biên giới với Nga. Bộ này cũng cho hay quân đội Nga đã giành được làng Keramid ở khu vực Donetsk miền đông Ukraine, nơi Moscow có những bước tiến chậm nhưng ổn định kể từ khi chiếm được thành trì Avdiivka hồi tháng. Kharkov hiện trở thành điểm nóng mới trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Giới chức Ukraine cho biết, rạng sáng 10 tháng 5, lực lượng Nga đã liên tục tấn công vào Kharkov, đây là đợt tấn công xuyên biên giới mạnh nhất của Nga kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 2 năm. Thống đốc Kharkov Oleg Shinihubov nói rằng quân Nga tiếp tục tiến công khu vực này và cố gắng tiến công xa hơn. Ukraine chưa bình luận về tuyên bố này, song người phát ngôn nhóm tác chiến chiến lược Kostisia của Ukraine, Nazar Voloshin, nói rằng lực lượng Nga hiện bị cô lập ở một số khu vực nhất định. Nga giành quyền kiểm soát Kharkov ngay từ những ngày đầu chiến dịch quân sự. Ukraine đã đẩy lùi quân đội Nga khỏi hầu hết khu vực này vào tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, gần đây, Moscow bắt đầu tăng cường tấn công trở lại Kharkov trong một nỗ lực nhằm biến nơi đây thành khu đệm an ninh cho các vùng biên giới Nga. Ngoài ra, theo giới phân tích, đợt tấn công vào Kharkov của Nga dường như nhằm buộc Ukraine rút bớt quân khỏi chiến trường Donbass, nơi Moscow đặt mục tiêu kiểm soát hoàn toàn miền đông Ukraine. Giới chức quân đội Ukraine cho rằng Nga đã mở đợt tấn công mới, một trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở Kharkov. Chúng ta phải làm gián đoạn các hoạt động tấn công của Nga và giành lại thế chủ động. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, ông khẳng định binh sĩ và các chỉ huy quân đội của Ukraine đã lường trước tình huống và đối phó bằng hỏa lực. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết, quân đội nước này đã phải điều động các đơn vị quân dự bị để củng cố phòng tuyến tại khu vực biên giới phía Bắc Trước tình hình giao tranh khốc liệt ở Kharkov, hơn 2.000 người dân ở đây đã được sơ tán. Và giờ sau khi Nga mở đợt tấn công Kharkov, Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine. Washington tin rằng Kiev có thể đẩy lùi bất kỳ chiến dịch mới nào của Moscow. Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết sẽ chuyển vũ khí cho quân đội Ukraine nhanh nhất có thể, song không nêu rõ những vũ khí nào sẽ được ưu tiên bàn giao. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Nhà Trắng John Kirby cho biết, Mỹ cho rằng lực lượng Nga sẽ tăng cường hỏa lực và điều động thêm quân, cố gắng thiết lập một vùng đệm nhỏ dọc biên giới Ukraine, song Moscow khó đạt được bước tiến đột phá trong chiến dịch tấn công Kharkov. Hồi tháng 3, khi được hỏi liệu lực lượng Nga có cần giành khu vực Kharkov hay không, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine là tạo ra một vùng đệm giúp lãnh thổ Moscow ra khỏi tầm hoạt động của lực lượng Kiev. Nga hiện kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine ở cả phía đông và phía nam. Nga thừa thế xông lên, đổ bộ vào vùng Sumy. Bốn tiểu đoàn Chechnya của Nga với quân số lên tới 2.000 quân xuất hiện ở biên giới vùng Sumy đã gây ra sự hoảng loạn và sợ hãi nghiêm trọng cho người dân Ukraine ở khu vực này. Thiếu tá Iko Jejerinda, một sĩ quan Ukraine đang bị các quan chức thực thi pháp luật Nga truy nã vi phạm một số tội ác, đã đề cập điều này trong buổi phát sóng chương trình Let's Ask trên kênh truyền hình Queen Trong cuộc trò chuyện, ông Jejerinda nghi ngờ về thông tin nêu trên về việc các đơn vị Chechnya của lực lượng vũ trang Nga sẽ tham gia vào bất cứ hoạt động quân sự nào trên lãnh thổ Ukraine. Cách đây vài ngày, xuất hiện thông tin trên mạng xã hội Ukraine cho biết 4 tiểu đoàn đặc nhiệm Chechnya với quân số khoảng 2.000 người đã xuất hiện ở vùng Tây Bắc Nga, cách khu vực Sumy của Ukraine khoảng 200 km. Theo Chejerinda trong thời đại kỹ thuật số, thông tin phải được chọn lọc một cách hiệu quả và khiến mọi người không thể hiểu nhầm, nhất là những thông tin không chính thống phát ra trên mạng xã hội. Ông Chejerinda cho biết, gia đình ông cũng ở vùng này và người vợ đã hỏi ông, Cái gì? Người Chechnya sẽ tấn công vùng Sumy à? có thông tin như vậy. Thậm chí, thông tin này còn được lan truyền bởi một quân nhân cao cấp, phó chủ tịch hội đồng quận Sumi. Vị quan chức này nhấn mạnh, tại sao ngay cả những người có chức vụ lại phát tán những thông tin không chính xác như vậy? Bốn tiểu đoàn Chechnya hiện diện ở gần Sumi không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với lãnh thổ Ukraine. Việc sĩ quan giải thích rằng các tiểu đoàn Chechnya đơn thuần chỉ mang chức năng của một đơn vị phòng thủ bởi họ không có pháo binh, không có MLRS, hệ thống pháo phản lực nhiều nòng và cũng không có xe tăng, xe bọc thép hạng nặng. Do đó, các tiểu đoàn này đơn thuần chỉ là có chức năng bảo vệ biên giới hoặc các đơn vị cảnh sát. Thậm chí, việc Nga triển khai các đơn vị này chỉ nhằm mục đích đối phó với sự xâm nhập của các toán đặc nhiệm Ukraine hoặc chống lại các phương tiện tấn công trên không như UAV thế nhưng thông tin xuất hiện trên một số tài khoản mạng xã hội không chính thống sau đó nó được phát tán ồ ạt trên tất cả các nền tảng xã hội và sau đó cư dân các vùng tiền tuyến đặc biệt là vùng sumi bắt đầu hoang mang đồn đoán thuyết âm mưu kiểu như chính quyền không nói nhưng họ sắp tấn công chúng ta Ông Cecerinda nhấn mạnh, nhà nước cần kiểm duyệt kỹ lưỡng các thông tin trên mạng xã hội, thậm chí có nhiều vấn đề đơn giản là không được phép đưa tin trên các phương tiện truyền thông trong thời chiến vì đối phương có thể lợi dụng tất cả những điều này. Ukraine đang lép vế trước Nga ở chiến trường Kharkov Kênh phân tích tổng hợp chiến sự Deep State có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine dẫn nguồn tin từ đơn vị Ghostry Katuzy xác nhận. Trước sự tấn công dữ dội của quân Nga, lực lượng phòng thủ Kiev phải rút lui khỏi một số vị trí ở phía bắc Kharkov và các khu vực đông dân cư đã nằm dưới sự kiểm soát của đối phương. Nga bắt đầu nhằm giành chính quyền kiểm soát Lubokoye, nơi có tầm quan trọng chiến lược. Binh sĩ đối phương đang gục ngã hàng loạt nhưng họ vẫn gây áp lực và đạt được thành công ở một số nơi. Đêm nay sẽ rất khó khăn. Gostri Katuji Hồng báo trên Telegram ngày 11 tháng 5, đồng thời đơn vị này công bố một số video từ Kharkov. Hôm nay, trong trận giao tranh ác liệt, quân phòng thủ của chúng tôi buộc phải rút lui khỏi một số vị trí của mình. Một khu định cư khác hôm nay hoàn toàn thất thủ và đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tính đến 20 giờ ngày 11 tháng 5, các trận chiến đang diễn ra để giữ vững Globo Koye. Các chiến binh nói trong video. Deep State báo cáo rằng một trong những video của đơn vị Gostri Katuzi ghi nhận một đoàn bộ binh của Nga đang di chuyển về phía nam làng Morokovets. Deep State cũng cho biết ở phần phía nam của làng Orisevo, gần Polchans, máy bay không người lái đã phát hiện thiết bị của Nga cho thấy đối phương đang tiến quân. Cập nhật mới nhất của Deep State làm rõ thêm, trong đêm 11 rạng sáng 12 tháng 5, quân đội Nga đã tiến vào Rasnogorovka, gần Vladimir Vropka và chiếm Strelekaya, Binoje, Rasnoe, Borisovka, Igisevo và Pletenivka. Lý do không tưởng khiến Mỹ không hối thúc Ukraine đàm phán với Nga Trả lời phỏng vấn Politico ngày 11 tháng 5, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết Mỹ chưa bao giờ thực sự hối thúc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga Kể cả ở thời điểm cuối năm 2022 khi Kiev phản công thành công và giành lại một phần lãnh thổ. Khi đó, họ không ở vị thế đủ mạnh, bây giờ họ không ở một vị trí đủ mạnh. Thỏa thuận duy nhất mà Nga sẽ thực hiện khi đó là một thỏa thuận những gì của tôi là của tôi, những gì của các vị có thể thương lượng được. Tất nhiên, một thỏa thuận như vậy là không bền vững. Bà Nulen lý giải, mặt khác bà dulen cũng cho rằng nga chưa đạt được mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt theo bà ukraine vẫn có thể giành thắng lợi trong cuộc chiến với nga tuy nhiên cơ quan chức ngoại giao mỹ từ chối trả lời câu hỏi liệu bà có nghĩ ukraine có thể giành lại các vùng lãnh thổ đã bị nga kiểm soát trong đó có bán đảo crimea hay không xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm, song triển vọng đàm phán vẫn mờ mịt. Nga tuyên bố chỉ đàm phán khi Ukraine chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ, ngầm ý rằng Kiev phải công nhận việc các vùng lãnh thổ đã sát nhập vào Nga. Trong khi đó, Kiev khẳng định không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Điều trần trước, Quỹ ban Quân vụ Thượng viện ngày 2 tháng 5, Giám đốc Tình báo Quốc gia Arvil Hani nhận định, Nga sẽ tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng, làm chậm quá trình sản xuất quốc phòng của Ukraine và buộc nước này phải xem xét đàm phán. Báo Economist dẫn lời tướng tình báo quân sự Ukraine Vadim Skybisky cũng cho rằng tháng 5 có thể sẽ là thời điểm quan trọng khi Nga thực hiện kế hoạch ba lớp nhằm gây bất ổn cho Ukraine. Theo đó, lớp đầu tiên là tăng cường tấn công quân sự, thứ hai là chiến dịch phát tán thông tin sai lệch nhằm lung lay sự đoàn kết ở Ukraine, thứ ba là cô lập Ukraine trên trường quốc tế. Họ sẽ đảo lộn mọi thứ bằng mọi cách có thể, ông nói. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh nếu nga tỏ ra có thiện chí đàm phán về vấn đề Ukraine, Mỹ chắc chắn sẽ sẵn sàng. Ngoại trưởng Blinken cho biết. Mỹ có kế hoạch giúp Ukraine trở thành một quốc gia thành công về mặt quân sự, kinh tế và dân chủ, đồng thời sẽ hỗ trợ Ukraine về lâu dài. Ông nói, Washington đã cố gắng đoàn kết các nước trên thế giới để giúp đỡ Kiev, vì hiểu rằng chiến dịch quân sự của Nga không chỉ nhằm vào Ukraine mà còn ảnh hưởng đến các nguyên tắc cơ bản của trật tự thế giới. Vì vậy, tôi hy vọng Tổng thống Nga, ông Putin hiểu được thông điệp và thể hiện thiện chí đàm phán thực sự, phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của cộng đồng quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc gồm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập. Nếu những điều đó được khẳng định một cách thích hợp, chúng ta sẽ tìm được giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine, ông nêu rõ. Tổng thống Macron hy vọng sẽ không trực tiếp chiến đấu đưa quân tới Ukraine, Tổng thống Macron một lần nữa không loại trừ khả năng đưa quân đội Pháp tới tham chiến Ukraine, nhưng đồng thời bày tỏ hy vọng rằng đất nước của ông sẽ không buộc phải làm như vậy. Ông Macron nói rằng đến một lúc nào đó, người châu Âu nên sẵn sàng ngăn chặn Nga tiến xa hơn ở Ukraine, nhưng ông hy vọng rằng chúng ta sẽ không phải trực tiếp chiến đấu. Nếu muốn hòa bình, chúng ta phải bảo vệ nó. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tự trang bị vũ khí cho mình, và đó là lý do tại sao chúng ta phải răng đe và thuyết phục đối thủ rằng nếu họ đi quá xa và đe dọa lợi ích và an ninh của chúng ta, tôi sẽ không loại trừ khả năng can thiệp, ông Macron nói. Ông nhấn mạnh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đang bị đe dọa và nền pháp quyền cũng như các quy tắc chung cũng bị đe dọa. Và nếu chúng ta cứ để mọi thứ ở Ukraine như hiện tại, thì điều đó có nghĩa là kẻ mạnh nhất sẽ thắng và chúng ta không thể an toàn vì cuộc chiến đang diễn ra cách đó 1.500 km. Vì vậy, tương lai và an ninh của chúng ta đang bị đe dọa ở Ukraine, ông nhấn mạnh. Đây không phải là lần đầu tiên ông Macron đề cập tới phương án đưa quân tới Ukraine để đối phó Nga. Trước đó, Nga đã triệu đại sứ Pháp tại Moscow để lên án chính sách kiêu khích của Paris. Pháp chỉ trích việc triệu tập đại sứ nước này tới Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng Moscow sử dụng chiến thuật đe dọa. Tuần trước, Tổng thống Macron thừa nhận từng đề nghị các quốc gia phương Tây gửi quân tới Ukraine vào cuối tháng 2 2024 sau cuộc gặp tại Paris giữa nhà lãnh đạo Pháp và người đứng đầu chính phủ của khoảng 20 nước châu Âu khác. Dù ông Macron khẳng định ông không thay đổi quan điểm này, song cho rằng Pháp không gửi quân tới Ukraine lúc này là cách tiếp cận chính xác. Trước các tin đồn trên truyền thông về việc Paris có thể đã đưa quân tới Ukraine, Bộ Ngoại giao Pháp đã phủ nhận điều này. Các luật thông tin sai lệch về việc Pháp hỗ trợ Ukraine liên tục được lan truyền. Đây là thông tin đã được xác thực. Pháp không gửi quân đến Ukraine, Bộ Ngoại giao Pháp đăng tải trên nền tảng X, Twitter. Trong khi đó, chính quyền Nga cảnh báo nhắm vào quân đội Pháp nếu Tổng thống Emmanuel Macron triển khai quân tới Ukraine, nhấn mạnh rằng đây sẽ là mục tiêu hợp pháp của Moscow. ISVK, Nga tăng đáng kể tốc độ tấn công, xoay sâu vào điểm yếu của Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định, quân đội Nga đã tăng đáng kể tốc độ tấn công trên bộ ở miền đông Ukraine trong tháng qua, các nhà phân tích tại ISWF đánh giá quân đội Nga có lẽ muốn đạt được thành tựu lớn hơn trước khi hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đến tiền tuyến. Trung tá Nazar Volosin, đại diện nhóm lực lượng Kotisia ở phía đông của quân đội Ukraine cho biết, số vụ giao tranh đã tăng đáng kể từ 84 vụ ngày 8 tháng 5 lên 146 vụ ngày 9 tháng 5 và lưu ý rằng hầu hết các cuộc đọ súng đều diễn ra ở khu vực chịu trách nhiệm phòng thủ của nhóm trải dài từ vùng Kharkov đến khu vực biên giới hành chính giữa Donetsk và zaporizhzhia Bộ Quốc phòng Anh báo cáo rằng cuộc tấn công của Nga đã tăng 17% từ tháng 3 đến tháng 4 và hơn 75% các cuộc tấn công trên bộ được ghi nhận xảy ra tại các điểm nóng Chasovya, Avdiivka và Marinka. Đặc biệt, số vụ tấn công của Nga gần Chasovya đã tăng 200% từ tháng 3 đến tháng 4. Trung tá Volosin cho rằng, việc Nga tăng cường tấn công hiện nay là do buồn lầy sau mùa xuân đã khô, tạo điều kiện cho phương tiện cơ giới hoạt động và các lực lượng Moscow đang cố gắng tận dụng điểm yếu tương đối của Ukraine để tấn công. ISVK tiếp tục đánh giá lực lượng Nga sẽ duy trì tỷ lệ tấn công cao khắp miền đông Ukraine để giành lợi thế cho đến khi viện trợ phương Tây tới được tiền tuyến. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 9 tháng 5 của ISVK Thứ nhất, Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã sử dụng bài phát biểu ngày chiến thắng ngày 9 tháng 5 để truyền đạt niềm tin rằng phương Tây đang cố gắng xóa bỏ sự đóng góp của Liên Xô trong chiến thắng trước Đức Quốc xã thời chiến tranh vệ quốc vĩ đại, chiến tranh thế giới thứ hai. Thứ hai, tổng thống Putin đã tận dụng cuộc gặp gần đây với các chỉ huy của một số đơn vị tiền tuyến để thể hiện mình là một tư lệnh tối cao đầy hiểu biết và hiệu quả, nắm rõ tình hình phức tạp ở mặt trận và tham gia tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề khó khăn. Thứ ba, tại cuộc duyệt binh ngày chiến thắng, ông Putin xuất hiện cùng với một số quan chức nước ngoài, có lẽ để khẳng định mình là một chính khách hiệu quả có khả năng tạo ra một liên minh thay thế cho các cơ cấu quyền lực của tập thể phương Tây. Thứ tư, trong tháng qua, các lực lượng Nga đã gia tăng đáng kể số lượng các cuộc tấn công trên bộ ở miền đông Ukraine, có thể phản ánh tình hình chiến trường hiện tại và ý định củng cố thành công của chỉ huy Nga trước khi hỗ trợ quân sự của phương Tây đến mặt trận. Thứ năm, lực lượng biên phòng Nga đang rút quân khỏi phần lớn Armenia khi Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tiếp tục đối mặt với phản ứng dữ dội trong nước vì quyết định của ông về nagorno karabakh Thứ Sáu vào ngày 9 tháng 5, Cơ quan An ninh Ukraine SBU đã tiến hành cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái vào các hò dầu và cơ sở hạ tầng lọc dầu của Nga ở vùng lãnh thổ Krasnodar và Cộng hòa Baskotostan Thứ Bảy, quân đội Nga gần đây đã có những bước tiến được xác nhận gần ca và Donetsk. Tổng thống Ukraine cách chức lãnh đạo cận vệ Tổng thống Volodymyr Zelensky đã sa thải chỉ huy của lực lượng cận vệ sau vụ việc Kiev bắt hai quan chức an ninh bị nghi ngờ có âm um mưu ám sát nhà lãnh đạo Ukraine. Tổng thống Zelensky đã cách chức người đứng đầu cơ quan an ninh nhà nước Ukraine, UDO, Sehirud theo sắc lệnh được công bố ngày 9 tháng 5, Nhiệm vụ chính của UDO bao gồm bảo vệ an ninh cho Tổng thống Ukraine và các quan chức cấp cao của nhà nước, cũng như bảo vệ các tòa nhà hành chính và tài sản nhà nước Ukraine. Thông tin ông Rút bị sa thải được công bố ngay sau khi Cơ quan An ninh Ukraine, SBU tuyên bố đã phát hiện mạng lưới đặc vụ thuộc Cơ quan An ninh Liên bang FSB của Nga đang chuẩn bị ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao khác ở Ukraine. Hai đại tá của UDO bị cáo buộc tiết lộ thông tin mật cho Nga đã bị bắt giữ một trong những nhiệm vụ của mạng lưới đặc vụ FSB là tìm ra những nhân tố phản bội trong quân đội Ukraine thân cận với cơ quan an ninh của Tổng thống Zelensky, những người có thể bắt nguyên thủ quốc gia làm con tin và sau đó sát hại, cơ quan an ninh Ukraine cho hay. Theo SBU, mạng lưới này cũng lên kế hoạch ám sát nhóm vào các quan chức cấp cao khác của Ukraine, bao gồm người đứng đầu SBU, Vasyl Maliuk, và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, kirilo Budanov, một trong hai nghi phạm bị cho là đã cung cấp cho đặc vụ Nga máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, đầu đạn và mìn. Nga chưa bình luận về cáo buộc từ Ukraine. Tuy nhiên, hồi tháng 4, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng phương Tây có thể đang muốn loại bỏ lãnh đạo Ukraine. Ông Medvedev ám chỉ thông tin cơ quan công tố Bà Lan đã cung cấp trước đó. Theo đó, giới chức Bà Lan tuyên bố đã bắt giữ Pawelka, Nghi phạm bị cáo buộc cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ các lực lượng đặc biệt của Nga lên kế hoạch ám sát ông Zelensky khi ông thăm Ba Lan. Trong khi đó, ông Zelensky vào tháng 3 cáo buộc kể từ khi xung đột với Nga nổ ra, phía Moscow đã tìm cách ám sát ông ít nhất 10 lần. Ông chia sẻ sau nhiều lần ông chỉ xem những đe dọa ám sát nhẹ nhàng như mắc Covid-19, Nga chưa lên tiếng về những thông tin này. Ngoài ra, cũng vào ngày 9 tháng 5, ông Zelensky cũng công bố một số sắc lệnh nhằm thay thế các vị trí trong chính phủ và quân đội Ukraine. Ông Zelensky đã quyết định cách chức chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Sehi Lupanchuk và bổ nhiệm ông Oleksandr Chepak thế chỗ. Dmytro Herreha được tái bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng hỗ trợ Ukraine. Trong khi đó, ông Valery Zalutny, cựu tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, đã chính thức được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Anh cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo